À, mến chào các bạn và anh chị. Hôm nay mình đến vườn chỗ anh Thanh đó, anh tập hợp những cái chậu mai ghép giảo ghim không anh? Không, mai ghim không à. Mai ghim. Yeah, thì cũng nhờ ảnh giới thiệu cho chúng ta một số chậu để cho bà con mình nó xa giao lưu đó. Thì những cái clip trước ngày hôm qua hôm kia gì đó mình có làm, nhưng mà cái thời điểm rất là gấp gáp là buổi tối đó, anh em xem không rõ. Cũng rất mong sự thông cảm của anh em. Thì hôm nay gặp anh Thanh đây, cho em một lời chào khán giả đi em. Chào khán giả mọi miền đất nước nha. Rồi, như vậy là nếu mà giao lưu những cái chậu này thì liên hệ với anh số điện thoại sao ạ? Số của em là 0939 272 454. Rồi, như vậy là ship toàn quốc hay sao anh? Ship toàn quốc, nếu mà miễn bao ship đó, từ thành phố về. Rồi. Còn ra xa nữa thì hai bên thỏa thuận. Rồi, cụ thể hôm nay được mấy chậu anh? 7 ạ. 7 chậu á. Rồi giới thiệu loại mai sao thì tùy anh giới thiệu nha. Rồi, như vậy là cụ thể như thế nào, xin mời anh giới thiệu ạ. Đây, cây đầu tiên, thì già cây nha, cũng xù luôn rồi, chảy xù hết rồi. Già cây lắm rồi. Cái này là bà con mình khi mà Tết ai mua về là xài Tết được chưa anh? Này xài Tết luôn rồi, Tết này bông có hết rồi. Đây, giờ để em đo cái quạnh. Cụ thể như thế nào, xin mời anh cho cái thông số ạ. Đây. Quành của nó là 32. Quành 32. Anh xây về vòng đi anh, xây về vòng giùm em đi. Tại khán giả muốn xem rõ và tổng thể hơn đó. Thì anh em bà con có xem ngày hôm qua. Đẹp mà. Để bự đẹp. Cũng thông cảm giùm ngày qua tối á, mấy bữa trước quay clip mà tối. Rồi tổng thể nha bà con, để em coi tổng thể cái chiều cao nó cái nha. Giờ em đo tổng thể chiều cao nha. Được 99. Rồi em quay cho xin về vòng đi anh Thanh ơi, tại bà con mình muốn xem cho rõ hơn đó anh. Vậy là anh bẻ dây đồ đàng hoàng vô dây rồi cho anh nè. Này về cứ chơi thôi, nào thấy dây siết mình mở dây ra. Vậy là anh đi là đi nguyên chậu luôn hay sao? Này đi ví dụ gần thì đi nguyên chậu luôn cũng được, xa nữa em bó bầu cũng được. Đây, cây này là mã số 1. Mã số 1. Bữa nay là ngày mấy? Bữa nay là ngày 8, nhưng mà anh cho có thể phát ngày 9 thì cũng được, ngày 8 đi. Ngày mấy? 8, ngày bữa nay ngày 8. Ngày 8. Rồi anh nãy đâu hoành chưa? Nãy hoành anh báo chưa giờ? Rồi nãy em đâu hoành rồi. Đo hào lợi thử một cái đi. Đo lại cho mọi người xem luôn đi. Hoành 32. Hoành 32. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Hoành 32. Quay cho em vài vòng đi anh. Quay cho em vài vòng đi. Tại vì bù lại cái clip trước đó khán giả. Quay cũng trời tối đó. Rồi vài vòng và báo giá này nhiêu anh? Cái này giá của em giao lưu là giá 4 triệu. 4 triệu. Rồi 4 triệu phí ship đồ là em bao ship từ thành phố về. Rồi 4 triệu nha anh em. Rồi cho em lên phô khác đi anh ơi, để cho một dọc đi anh. Chung là rất là nặng nè anh em ơi, nhưng mà không cảm có một mình ảnh à. Rồi thôi, cây chậu số 2 lên anh ơi. Số 2 nha anh chị. Đây phôi số 2. Phôi số 2. Già cốc hết rồi, già cây lắm rồi. Quay vài vòng đi anh, cho vài vòng đi. Tại vì khán giả khi mà giao lưu đó muốn gõ cái cây hơn đó. Cây số 2 này, cái dáng này giống như dáng cu thê nha. Cu thê. Đây, dáng đẹp. Dạt cây. Cu thê nha anh chị. Nó hơi bay chút xíu. Tổng cho anh em coi tổng thể cái nha. Đây, tổng thể đây. Hoành của nó là 28. Nhiêu anh? Hoành 28. Hoành 28. Rồi tiếp tục đi anh. Tổng thể chiều cao.
Tổng thể chiều cao là 90. Tổng thể chiều cao 90. Rồi, cây này anh báo giá nhiêu? Cây này cây số 2 với giá là 4 triệu luôn ạ. Số 2 giá 4 triệu luôn. Rồi xin về dòng đi anh, rồi đi xuống ha. Xin về dòng. Quay thêm. 6 tháng 8 luôn. Rồi có bẻ cái gì hết thành phẩm ha. Thành phẩm hết rồi. Giáo ghim. Rồi như vậy là cho em xuống đi. Một cây, hai cây đó nha anh chị. Đây. Coi một, cây một, cây hai. Tám ơi, tao phụ cái chậu này lên cái tám luôn. Phụ tiếp giùm cái anh ơi. Đang cầm máy quay. Kêu ông ở đây phụ rồi nè. À, quá lớn rồi nha anh chị. Rồi cứ xoay đi anh, xoay xoay anh ơi. Xoay xoay à. Xoay xoay. Đây cây này là đẹp lắm, đẹp luôn nha. Xoay đi anh, xoay đi anh. Xoay cho bà con mình xem rõ. Tết xài được chưa anh? Chơi, là chơi Tết, Tết được chưa? Tết là xài luôn rồi. Tết chơi luôn. Rồi. Rồi như vậy là tiến hành đo thông số đi anh. Hoành của nó là 30. Hoành 30. Chiều cao của nó là 83. Nhiêu anh? 83. 83. Rồi như vậy là cho thêm vài dòng nữa nha. Này đế rất đẹp nè, nguyên cái củ bự lắm ha. Cho bà con xem rõ nha. Rồi cho anh tiếp giùm không anh ơi. Khoảng tháng lại phụ xuống cái chậu các bạn. Quá lớn anh chị ơi. Phải nhờ người phụ. Đây là cây có mã số 3. À, báo giá cho anh. À quên. Cái điều quan trọng đây. Đây. Số 3 này nhiêu anh ơi? Cây số 3 này giá là 4 triệu rưỡi. Số 3 4 triệu rưỡi. Số 3 4 triệu rưỡi nha anh chị. Dạ cho xuống đi anh. Dạ cho số 4 lên ạ. Số 3 có 4 triệu rưỡi nha anh chị. Số 3 đây. Rồi cái này, cây này rất đẹp luôn. Cây này là có mã số 4 đây anh chị ơi. À, xoay anh ơi, xoay. Xoay nhiều vòng đi ạ, xoay nhiều vòng. Cây này xù luôn rồi nha, cây này già cây lắm rồi nha mọi người. Xù chưa anh? Xù rồi, đây, những cái xù đây, nó đang đột biến, đang chảy. Này em không có chà gì nhiều nha, nên quay rõ thì mọi người thấy thôi à. Rồi, cận vô cho bà con mình cái nha, quay qua. Rồi anh dừng lại đi anh, dừng lại. Cái thân ở đây nè anh chị, đó. Em đo hoành cho mọi người xem à. Rồi đo đi anh. Hoành này thì nhỏ 21. 21. Rồi ok anh. Tổng thể chiều cao là 95. Tổng thể chiều cao 95. Rồi để nguyên anh. Dạ để nguyên nha. Tổng thể chiều cao 95. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi cái này mã số 4. Số 4. Xoay, em cho lưu giá là 4 triệu nha. Xoay đi. Nhiêu anh? Em cho lưu giá 4 triệu. 4 triệu rồi, xoay anh ơi, xoay. Rồi 4 triệu cho cái số thứ tự.
Đây, mã số 4. Mã số 4, 4 triệu. 6 tháng 8. 4 triệu. 4 triệu. Rồi, dạ, tiếp cái anh ơi. Phụ con xuống cái này. Dạ, có người hỗ trợ nha anh chị, tại vì lý do là cây này là cái khi quá trời. Quá trời quá đất lớn rồi. Mã số 4 nha anh chị. Xích lại nó lần hồi nó quay lại. Số 4. Một, hai, ba, bốn. Rồi tiếp tục cho số 5 lên anh ơi. Okay. Rồi số 5 đây hả? Cái số 5 vô dây rồi. Số 5 quá cao luôn, cao hơn mình luôn rồi đó. Rồi cứ qua đi. Số 5 nghe bà con. Xin về dòng anh ơi, xin về dòng. Cây này thì nó hơi yếu đế nhưng mà có cái cũ à. Nó cũng xù rồi. Đang đột biến xù cũng chảy nhiều rồi. Xoay đi anh, xoay đi anh. Xoay, xoay, xoay. Xoay. Xoay là nhiều dòng cho bà con mình xem rõ. Hoành này khá lớn nha. Hoành lớn. Mấy cái dấu này thì mà ai mà thích cái này thì em làm lại mấy dấu này cho em gọt lại mài lại. Rồi nhiêu anh ơi? Hoành 37. Hoành 37. Dạ. Tổng thể chiều cao này hơi cao nha anh chị, cho anh chị coi tổng thể cái nha. Cao hơn anh Thanh luôn nè. Cao hơn 1,5 m. 1,5 m luôn. Đó. Cây này là về là vô chậu là xài luôn. Vô chậu xài luôn. Dây em vô rồi hết rồi. Số 5 này có giá nhiêu anh? À, số 5 này á, thì cái đế nó không được đẹp không nên em giao lưu với giá là 3,5 triệu thôi. 3,5 triệu. Số 5. 6 tại tháng 8. 3,5 triệu. 8 tháng 8 chứ, bữa nay là 8 tháng 8. 8 tháng 8. 3,5 triệu. Rồi anh em nhớ mã số nha. Đây, xù nghe mọi người. Xù, xù. Rồi để chú quay cái chỗ xù lại giùm em cái nha. Đâu xù đâu. Đây, đọc biến xù. Xù. Rồi, cảm ơn anh, cho số 6 lên anh ơi. Như vậy là mã số 5 có giá là 3,5 triệu và cho số 6 lên nè. À. Đây, chậu này quá khủng rồi. Cũng nhờ người hỗ trợ nha anh em. Đây. Xoay anh ơi, xoay anh ơi, xoay, xoay. Quá lớn cái chậu rồi. Cây này em giao lưu được thì em thay chậu khác nha, chậu này nặng quá nên không nổi. À, như vậy là cái chậu này hao tiền phí ship nha. Hao lắm chị. Hai người in là đấm đuối rồi. Để cái chậu khá lớn nha. Cây này cũng già cây hết trơn rồi. Đột biến hết rồi. U nằng cục cục hết rồi. Cảm ơn người. Đó, cho anh chị các bạn xem rõ nè. Xoay đi anh, xoay đi anh. À, xoay nhiều vòng nữa anh ơi. Rồi như vậy là cho anh cho em cái thông số đi anh. Quay 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 qua đây anh. Hoành của nó là 28. Hoành 28, quá rõ. Cảm ơn anh. Tổng thể chiều cao của nó là 97. 97. Đây. Rồi anh để nguyên nha, để nguyên nha. Ờ đó. Ờ 97. Rồi cảm ơn anh. Siêu. Rồi cây số 2 đúng. Cây số 6 này em giao với giá là 3,5 triệu. Số 6 3,5 triệu. 8 7 8.
Rồi 3,5 triệu nha anh em. Mã số 8, số mấy? Số 6. Mã số 6. Mã số 6. Rồi, như vậy là cho số 7 lên anh ơi. Số 7. Này, cái này là mới vừa bứng xong luôn. Còn bầu em chưa bỏ bầu luôn. Rồi, chút số 7 chậu luôn. Xoay anh ơi, xoay xoay. Bà con mình cần xoay nhiều vòng để cho bà con xem rõ nè anh. Cái này thì nó quái. Cây này là có mã số 7 nha anh em. Cây mã số 7. Mã số 7. Xoay đi anh, xoay đi anh. Nhiều dòng lên đây, xoay nhiều dòng lên. Dảo ghim hết á anh. Này là mai này là ương từ hộp không à. Rồi như vậy là được rồi đó, anh cho em cái thông số đi anh. Hoành của nó là 26. Em quay cho mọi người coi. Rồi anh quay ra đi, anh quay anh để tại chỗ đi nha. Khoan nghe, khoan nghe. Rồi 26. Dạ cảm ơn anh, rất là rõ. Tổng thể chiều cao của nó. Tổng thể chiều cao. À, 99 mà. Tổng thể chiều cao 99. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Số 7 này anh cho giá nhiêu ạ? Mã số 7 giá là... Đây, mã số 7. Này giá là 3,5 triệu nha mọi người. Số 7 có giá 3,5 triệu. Số 7 có giá 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu. Chút nữa em cũng vô chậu rồi. Rồi, như vậy, cảm ơn anh. Là 7 phôi anh. Rồi, 7 phôi. 7 phôi. Đây, em vào 7 phôi. Rồi như vậy là anh để xuống dưới đi, để xuống dưới giùm em cái cho bà con mình xem lại một cái. Nổi không? Quá. Phụ cái anh ơi, hỗ trợ mới được, tại vì khá lớn á. Cho ngoài luôn đi anh, cũng được. Đây là tổng cộng 7 nha anh em. Bây giờ nhà anh đọc lại giùm em chịu khó. Số 1 nhiêu ạ? Số 1 giá là 4 triệu. Số 1 4 triệu. Số 2? Số 2 giá là 4 triệu. Số 2 rồi số 3? Số 3 là 4,5 triệu. Số 3 4,5 triệu. Anh chỉ vô giùm á. Đây, số 4 là 4 triệu. Cái này là số 4 là 4 triệu. Rồi. Số 5 là 3,5 triệu. Số 5 là 3,5 triệu. Số 6? Số 6 là 3,5 triệu. Số 6 là bự nhất đó. Rồi số 7? Đây, số 7 là cuối cùng bên đây. Số 7 là cây cuối cùng. Cây chưa có vô chậu. Chút nữa chút xíu nó vô chậu. Rồi. Cây này đây nha anh em. Số 7 là có giá nhiêu anh? Giá 3,5 triệu. Rồi, như vậy là anh chào khán giả cái anh ơi. Chào khán giả nha. Ủng hộ em nha. Ủng hộ chỗ anh Thanh nha bà con. Theo dõi kênh nha. Rồi rồi, tạm biệt anh và hẹn gặp lại. Mong bà con ủng hộ. Chúc sức khỏe anh em nha. Nhớ đăng ký kênh nha anh em. Tạm biệt và hẹn gặp lại.